tục chương trình đồng bằng. Xin mời các anh chị và các bạn cùng tham gia vào chương trình của chúng tôi. Xin mời. Thưa quý vị, phòng ban đồng. Đầu trận với cuối trận thì giải đấu Đà Nẵng chơi và khá là tưng bừng, nhưng mà mình vẫn thiếu những cái chút gì đó để cho bàn thắng. Cái đó là mình do mình có phát bàn từ đầu hay đầu thì theo được tới cơ hội đấu. Thực ra là đội nó thực sự nó gặp khó khăn rất là nhiều. Nỗ lực của toàn đội là tôi ghi nhận. Đi di chuyển từ Hà Tĩnh về 4 ngày thôi, tèo đá trước 6 ngày. Trận này tôi rất là lo lắng về vấn đề di chuyển và thể lực. Nhưng nỗ lực của thủ toàn đội tôi ghi nhận. Còn lúc chơi thì thực ra là đối với chúng tôi thì đến bây giờ là các đội bóng nó gây khó khăn cho đội rất là nhiều. Họ áp đặt vào đá thì bằng cái nỗ lực tôi không có nói nhiều về trận đấu. Thực sự ra tôi đang tính toán về trận đường sắp đến. Trận nào cũng là trận chung kết cho với đội chúng tôi rồi. Hôm nay mình cũng chung bóng và cho mọi người. Tôi đi. Mà có vẻ cũng không có tình yêu quá. Tôi đi vẫn chơi từ từ, bạn ấy sẽ thích nghi với em mới của đội. Hai đội tiên là ngoài hết. Thực sự là đội đang mong thằng thắng để có thể về mặt tinh thần cũng như là cái tâm lý của đội bóng. Thực ra là chúng tôi rất là tiếc nhiều trận, nhưng bây giờ cũng có tiếc nuối nào để bài sắp đến tương lai thôi. Từ trận một là đội toàn đội tập trung cố gắng giải quyết kiếm được một trận thắng thì tình hình nó sẽ sáng sủa hơn. Trận đấu ngày hôm nay chắc là Đà Nẵng có cái thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng cái số cơ bóng ít hơn rất nhiều, thì cái này là do cái lối chơi của mình nó bị bế tắc ở tuyến giữa khi mà nhiều tiếng cầu thủ trẻ hay là tiền đạo của mình. Thực ra về chuyên môn thì theo có hai cầu thủ trung tâm rất là hay là Hoàng Đức và Java. Vấn đề lo lắng của tôi là khu vực giữa sân họ chơi tốt hơn rồi. Đến hình này thì đã là vòng đấu thứ 6, nhưng mà dường như là SHB vẫn chưa tìm ra được hình thái thứ nhất và cái lối chơi của mình thì cũng kém. Khoảng vừa rồi thì cũng là để tập luyện, cuối cùng là một số vị trí lại chấn thương. Như Long mới quay lại, mới tập được mấy ngày thôi, buộc tôi phải sử dụng dự bị. Thì Osen thì họ đá thì thực ra đến bây giờ thì đôi đá của tự do của Osen cũng ảnh hưởng tới chiến thuật của đội. Thì có Mori với là Rudy thì hòa nhập được. Thì các cầu thủ trẻ thì vừa qua thì thực sự là Duy đi đầu tuyển về chấn thương rồi cũng suốt luôn. Tôi cũng mong các em nó quay trở lại. Thì tôi hy vọng, tôi vẫn nghĩ là tinh thần toàn đội rất là tốt, tập luyện cũng như ý chí họ rất là muốn khát khao một chiến thắng. Thì vấn đề còn lại thì có một chiến thắng thôi. Một trận đấu giành được chiến thắng thì mọi thứ tôi nghĩ tình hình sẽ khác hẳn. Tâm lý. Trước khi mùa giải khởi tranh thì ông nghĩ là Đà Nẵng có khởi đầu tệ như thế này không ạ? Thực ra là tôi không nghĩ đến như thế. Loạt trận đấu rồi cũng không có những cái điều mà nó xảy ra những vấn đề mà đối với tôi không có nghĩ ra được, như trận Bình Định ở đây. Chúng tôi đã ghi nhận chỉ còn có 7-8 phút thôi, chúng tôi tiếp 2 bàn thắng. Thì trong bóng đá không thể nói được. Trận Bình Định là trận tôi chơi 2 trên sân nhà. Thực sự trận đó là tôi xứng đáng thắng, nhưng cuối cùng là tôi lại buộc mắt chứ hòa cũng là tệ rồi mà cũng thua luôn. Mà may mắn là tinh thần tâm lý của toàn đội vẫn vững. Vẫn tập trung tập luyện và vẫn nỗ lực. Tôi biết là cầu thủ rất là khát khao, họ rất quyết tâm, họ muốn làm điều gì đấy. Trong khó khăn thì toàn đội chỉ biết đoàn kết với nhau và để mà làm được cái trận đường sắp đến thôi. Chúc may mắn nữa. Thực sự ra bao giờ thì hôm nay mà nếu có thực sự trận đấu tôi cũng không được đại hội chơi hay hơn thực sự. Nhưng mà nếu có một chút may mắn tôi ghi bàn cuối cùng thì bóng đá ra như thế. Bóng thì thực sự ra quả đấy là đối với Long thì quả tôi nghĩ là chưa có đội đoàn kết và tập trung, và chỉ cần một chút may mắn thì mọi thứ nó sẽ thay đổi. Ông ấy thấy là đã gặp khó khăn trong cuộc đấu 6 vòng đó thì rõ ràng rồi, với việc đấy thì thành tích của đội mới nằm đây, chứ đội mà ghi bàn được nhiều thì thành tích đội bóng là khác rồi. Mà ngay cái ghi bàn rồi, ngay trận Bình Định ghi 2 bàn rồi, thì thực sự ra đối với đội bóng mà dẫn đến giờ phút cuối cùng thua lại 2 bàn thì đó là cái không không không
rất là lo lắng nhiều cái tín hiệu của đội bóng, đúng cố tinh thần anh em thôi, không có thể để mà suy sụp đến mà mai đợt trận vừa rồi thì tôi nghĩ rằng tinh thần anh em cầu thủ họ cũng nỗ lực khẩu quyết tâm và đó là cái cơ sở tôi có niềm tin nhận nhận đến đến Khánh Hòa đã là tốt đó, đang thực sự là tốt đấy. Đấy, không có đội thủ nào bây giờ ở bên League, các cả các đội bóng đều giành thắng giành thua, nó hoặc là giành hòa, không thể nói trước được điều gì. Và đá sân tôi cũng tin, hiện tại tôi đang nghĩ là đội bóng sẽ quay lại, tôi mong chờ họ quay lại một chiến thắng. Ở chỗ Duy Cương với Nguyễn Hoàng, anh gia nào là cái bài diễn của hai bạn này đối với cầu thủ trẻ, thực sự là với Cương với Hoàng như thế là tốt lắm rồi. Các em mới đá tới hạng gì, từ hôm một ra đá hạng gì được một năm, tôi mạnh dạng tôi cho đá V-League. Thì và Cương cũng đi đường tuyển rồi, Hoàng cũng đi rồi, hai em đấy đến bây giờ thì vẫn là những cầu thủ mà tôi sử dụng thường xuyên. Nhưng mà sắp tới thì tin tưởng như đại dụng như thế nào. Trẻ mà thực sự trẻ mà đá được như thế, từ hôm một lên tôi nghĩ tương lai các bạn rất là sáng ấy.